Giang chào cô chú anh chị các bạn trong đồng mạng trong ngoài nước. Hai anh em con chúc cái nhà có ngày mở luôn vui vẻ và những thế bình an. Thì hôm nay là ngày gặm trung thu, thì con thì có nhận một phần quà của cô Sáu Na Uy đã giúp đỡ cho mấy em học sinh, là một phần quà như vậy. Đó là một cây bánh 84.000 và đèn mà để cho trung thu á nha là 18.000, viết chì một cái là 3.000, viết mực một cái là 4.000, thước một cái là 2.000, 10 cuốn vở ô ly là 50.000 và một chút viết 1.000, tổng cộng là 162.000. Thì mỗi phần quà như vậy là con phát được là cô đã giúp đỡ cho mấy em học sinh là 300 phần quà, nhưng mà con trao ở xã Vĩnh Phước. Phải một chút ý An Bình. Dạ không, để con dạ, cũng như là con phát ở xã Vĩnh Phước mình là 150 phần quà trị giá là 24.300.000, còn 150 phần quà nữa thì con sẽ trao ở ấp An Bình. Thì một lát nữa con sẽ quay cho cái nhà mình xem nha. Thì Vũ thì cũng nhường lời nói cho chị ở địa phương đây. Dạ chị, cô giáo viên vậy đi. À, giáo viên cùng trò chuyện với cả nhà nha. Chào cô Sáu nha. Rồi em vô mời chị. Xin được kính chào cả nhà. Xin kính chào cô đoàn của cô Sáu Na Uy. Thì rất là hân hạnh được đại diện cho phía nhà trường đứng đây có đôi lời cảm nghĩ trong cái việc cái buổi mà nhận quà của mạnh thường quân cô Sáu Na Uy. Thì thay lời cho tất cả các em học sinh ở đây xin được chân thành cảm ơn tấm lòng của cô đã hỗ trợ, đã cho các em có một cái Tết Trung Thu, đặc biệt là ngày hôm nay là ngày chính Tết Trung Thu, được nhận phần quà vô cùng ý nghĩa, giúp cho các em thêm phần vui tươi để có một cái Tết Trung Thu đầm ấm vui tươi hơn. Xin cảm ơn. Thì cả nhà thì nãy giờ thì mấy em bé học sinh thì đang đợi rất là đông luôn. Thì bây giờ mình bắt đầu nha cô. Cảm ơn đi la la đứng lên nói cảm ơn cô Sáu luôn đi la thì. Mấy mấy rồi ok luôn. Dạ. Dạ, bây giờ mình chào luôn nha chú. Kêu lên ha nè. Kêu tên. Kêu lên ha. Lạnh đứa đây. Nhớ đi nhiều đứa. Hai là 10 thôi. Nhiều đứa đi cho nó mau. Lên đằng 10 bé đi cho. Có ai đưa không được. Bây giờ mình đưa mình đưa xong mình trao đây ha. Dạ. Dạ cho mỗi em. Giống nhau hết phải không? Dạ. Một lần 10 đứa. Đứng đứa là 10 đứa đây. Chào. Dạ con cảm ơn chú. Ồ, mấy đứa gái học giỏi nha. Cảm ơn bà Sáu nè Huy. Hai phần được rồi. Cảm ơn. Cô gái học giỏi nha. Mấy con qua kia. Rồi mấy con qua kia tới 10 đứa. Mấy con vô lớp. Vô lớp đây. Mấy đứa vô lớp đi mấy đứa. Nè mấy đứa đi nào. Quay qua. Đây nè. Dạ. Vô chụp bao không? Dạ. Hỏi gì á? Dạ khoảng đường đó nha. Dạ. Mấy đứa vô lớp đây. Rồi mấy bạn vô lớp đây rồi. Đi từ từ thôi. Mấy đứa vui không? Hả? Gán học giỏi nha, vui thì gán học giỏi đó. Có cái lồng đèn trung thu đây nè. Mấy đứa biết gắn nha. Rồi quà có chú ế luôn nè. Quà có chú ế nè. Mấy đứa con qua đường kia. Kè qua bên đây. Qua bên đó bên đó này dễ đi hơn kìa. Dạ, đúng rồi, con đi đây nè, con đi đường này nè. Đi đường nào cũng được chứ không? Ủa cao học lớp mấy mà cao vậy? Ủa cố gắng học lên giỏi nha. Rồi mấy đứa nhận được có vui không? Qua cho nó ngay cái hai cái giữa cho nó đẹp. Ủa cái gì vậy với cái đồ chú? Vũ rồi. Dạ. Rồi xích qua con. Rồi. Đi qua lên mấy đó. Rồi hẳn qua.
cố gắng học giỏi nha. Chạy chậm chậm thôi. Rồi, cho anh gỡ rồi, cố gắng học giỏi nha mấy đứa. Rồi rồi đủ rồi vậy rồi. Rồi dạ, rồi đâu con qua bên dốc. Rồi qua kia. Đằng sau con. Chỉ là khác cái bọc thôi chứ đi ăn đồ đồ qua ăn thứ bọc rồi. Bọc biết vô vậy chứ. Dạ vô. Thôi, cố gắng học giỏi nha. Cảm ơn bà Sám nha. Dạ, đỏ không đi. Còn bọc hết phần đó, ba cậu bác. Còn phần nữa. Còn phần nữa. Dạ, còn phần nữa. Rồi, vô lớp đi. Rồi, mấy đứa con vô. Rồi, hết em đó lên nha. Thôi còn mấy đứa kia qua không kịp rồi chắc cũng nhận lại đi hả con? Dạ mấy đứa kia qua không kịp rồi rồi em phát sao chụp hình em gửi anh được không? Chụp hình lại gửi anh được không? Anh à, trường gần đây không chú? Nó phải cao lắm. Vĩnh Thành á. Dạ. Nó có những đứa là nó thuộc về trong thằng năm y tế không, mấy thằng năm y tế nó chưa lỡ. Còn mẫu giáo thì mấy đứa này nó quên sinh hoạt đây nè. Rồi cho mấy con. A few moments later. Lên đây. Ờ, lớp này có mười mấy đứa. Nhưng mà tụi con dẫn đem vô lớp đây. Đúng chưa? Chính nó đi không? À, hai đứa. Hai đứa nữa. Dạ. Lớn anh chào quà mấy đứa, cảm ơn cô bà Sáu năng uy giùm nha. Ôi đông quá vậy. Tiếng cỏ đi. Để thêm nữa không à? Dạ. Đào hết phần quà thôi, chưa lắm. Rồi. Dạ. Rồi mình trao lên. Cảm ơn. Cảm ơn. Ừ. Mình đưa cái học giỏi nha. Cảm ơn. Đi đi hướng nào? Đi hướng bên đây nè mấy đứa. Mấy đứa nhận quà xong rồi mấy đứa đi hướng bên đó kìa. Em đâu có nhận rồi đó, đi đường này nè. Mình đưa gái học giỏi nha. Rồi mấy đứa nhận xong mấy đứa đi hướng bên đó giùm. Cái gì lắm thì em. Rồi cảm ơn, có gì chia sẻ thông tin với nhau con ơi. Dạ. Chị mới tới hả chị? Chị cũng em. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bạn cúp tay cái tí lộn quên đi vô quá quên đồ ăn thì quên cho lậu quên cho lậu đó quên đi nói vợ gì đâu rồi đứng rồi rồi ăn dạ không nhiêu sáu phần ai sáu phần sáu phần sáu phần hả thùng bự đó 20 cái gì đó ừ, của 20 có một cháu đó ơi sáu phần cô nè 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 tránh nè bạn có xe chạy lên ra nè cô ơi cho xe chạy thằng cứu đâu rồi đâu mấy con đó quậy kẹt lớp đi qua bên đây cái đi ra luôn à cho nó đi vô lớp đó luôn hay gì đó ờ cái chú tám khách nhất rồi chứ sao cô lớp ơi ngoài này chú không biết gì đâu nhưng phút này xếp con làm rồi đây con đẹp nó đây trời trời nó sắp trời giá ở đây đây là mũi gió đây là lớp 1 hả chị thấy không bên kia là lớp 1 hả bên kia lớp 1 rồi đứng lên nghe hàng coi rồi có làm chương trình anh ba qua đây đến ba qua đây mình chuyển vào quá đi gần cô ơi cô cho đi ra đây đi cô đi ra đây cô đẹp tại tại chết tại luôn cảm ơn cảm ơn cảm ơn rồi ớt quà có ớt quà đâu nhớ rồi rồi cãi nó ba nó nhát anh làm một hơi bỏ rồi nhát nó chịu kìa rồi coi này con ai cháu ai vậy cháu cháu ai vậy mày gì đâu rồi ủa không không chịu lấy quà luôn đưa quà xong không chịu lấy luôn ồ ơi chào cho nó vô trường luôn đi cô rồi cho nó vô trường luôn rồi quá ngoan mà chú khách làm ơn ơi đây đây còn ai vậy rồi cảm ơn con ơi cảm ơn giỏi ha giỏi quá giỏi rồi ngoan quá rồi đây đây con hiếu đây ồ trời dễ thương vậy ừ rồi con đi đi này ông ba thành viên chúng tôi đó em nói rồi rồi chung thu vui vẻ nha con thầy cứ cầm hiếu đi con cầm ông chú ừ cảm ơn ừ ảnh chưa ảnh chưa ảnh luôn quá giỏi rồi. Ôi, đây đây đây. Rồi. Ông cuốn. Con hả? Con
Phi. Mình Phi ở cách luôn, lên luôn cách luôn Phi. Lương phần đó. Lương nó hai phần, còn có bé này. Hai phần nè. Vậy. Không lấy quà á. Không cần quà luôn vậy. Bà đi tập chuyện nghĩ là nhận giùm luôn được không? Có phiếu là có quà rồi. Giờ nó không đưa phiếu sao biết? Rồi không đưa phiếu là thôi khỏi luôn đi. Khỏi rồi. Đúng vậy. Để chút đi thầy, để chút đi. Con ai con ai? Con Phú phải không? Rồi con Phú luôn. Rồi. Rồi. Rồi còn mấy đứa nữa? Hai. Đây đây đây. Ba phiếu đây. Đây ba phiếu đây đây đây. Rồi rồi. Dạ phan bây giờ rồi còn cái nào 5 phần cũng khóm nè. 5 phần đâu? À dạ. Dạ thì cả nhà ơi, thì tụi con thì cũng đã phát quà cho mấy em học sinh có hộ hoàn cảnh khó khăn, thì cận nghèo và hộ nghèo rất là nhiều ở quê con. Thì một lần nữa thì con cũng cảm ơn cô Sáu ở Na Uy đã có lòng hảo tâm giúp đỡ cho mấy bé được ăn Tết Trung Thu được ấm cúng hơn, thì con cũng cảm ơn cô rất là nhiều. Cảm ơn cô Sáu. Dạ thì con cũng chúc cô Sáu và cả nhà luôn mạnh khỏe và bình an. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip khác. Bye bye cả nhà.